Thưa quý vị, Việt Nam đang hội nhập sâu rộng quốc tế, thực hiện ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị toàn cầu theo hướng tập trung các khâu có hàm lượng trí thức cao, dẫn tới gia tăng nhu cầu lao động chất lượng cao để có được năng suất cao, nâng tầm năng lực cạnh tranh. Song theo bài viết trên báo Nhân dân cuối tuần, với hệ thống giáo dục nghề nghiệp còn chưa bắt kịp sự thay đổi về công nghệ và ứng dụng công nghệ, bài toán cung ứng lao động chất lượng cao đòi hỏi sự đổi mới căn bản trong tư duy đào tạo và kết nối cung cầu trên thị trường lao động. Thực tế cho thấy, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi gặt hái được kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI ngày càng tăng trong bối cảnh hoạt động đầu tư quốc tế trầm lắng, cũng như sự cạnh tranh trong thu hút FDI ngày càng gai gắt. Tuy nhiên bài viết trên báo Hà Nội Mới khẳng định để tăng cường sức hút đối với nguồn vốn quan trọng này thì các cấp ngành liên quan cần tiếp tục cải cách, cải thiện chất lượng môi trường đầu tư, trong đó chủ yếu là những cải cách về thủ tục hành chính để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp FDI. Kết thúc quý 1 kinh tế nước ta có nhiều gam màu sáng. Tuy nhiên thì theo ghi nhận trên báo đại biểu nhân dân, thực tế các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn, cần sớm được tháo gỡ để doanh nghiệp có thể phục hồi và phát triển bền vững hơn. Cụ thể việc trước tiên cần phải làm đó là khôi phục các động lực tăng trưởng truyền thống, tức là thị trường tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tận dụng hiệu quả các động lực tăng trưởng mới bao gồm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Đây là những yêu cầu vừa mang tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài theo phản ánh trên báo Nhân dân, hiện nay việc lắp đặt và sử dụng điện mặt trời mái nhà, một trong những nguồn năng lượng sạch vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các khu công nghiệp. Vì vậy, một số ý kiến chuyên gia cho rằng việc sớm ban hành giải pháp tháo gỡ rào cản về thủ tục cơ chế chính sách cho việc phát triển sử dụng điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp, khu vực có nhu cầu sử dụng điện cao là rất cần thiết nhằm giúp các doanh nghiệp khai thác tối đa lợi ích mà nguồn năng lượng tự nhiên này mang lại. Năm 2015, một khảo sát quốc tế được Bộ Thông tin và Truyền thông trích dẫn cho kết quả: ở Việt Nam chỉ có khoảng 30% người đọc sách thường xuyên, 26% không đọc sách và 44% thỉnh thoảng đọc sách. Thời gian dành cho đọc sách hàng tuần xếp hạng thấp, rơi vào khoảng 1 giờ. Bài viết trên báo Quân đội Nhân dân nêu vấn đề: vậy sau gần 10 năm, đến nay người Việt Nam dành thời gian cho việc đọc có tiến triển tích cực nào không? Đáng tiếc là chúng ta chưa có tiến hành khảo sát kỹ lưỡng về văn hóa đọc để minh chứng. Theo nhiều chuyên gia văn hóa đọc, mấu chốt để văn hóa đọc nước ta phát triển đó là kiên trì thực hiện dựa trên hai tiêu chí: thiết thực và chiều sâu. Thiết thực là cần có nhiều cơ chế để ngành xuất bản phát triển, trở thành một ngành công nghiệp văn hóa quan trọng. Chiều sâu là cần thêm nhiều hoạt động hiệu quả về phương pháp đọc sách, lựa chọn sách để mỗi cá nhân, nhất là đối với đối tượng thiếu nhi, coi đọc sách là một thói quen thường xuyên, là một sở thích chứ không phải là ép buộc như việc là phải đọc sách để nâng cao thành tích học tập. Mới đây thì người yêu âm nhạc ngỡ ngàng khi nhìn thấy những di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng của Hà Nội và Việt Nam hiện lên trong MV tuyệt đẹp Going Home vừa ra mắt toàn cầu của huyền thoại saxophone Kenny G. Ngay sau khi ra mắt thì MV đã được tặng cho các tập đoàn du lịch, khách sạn, hãng hàng không để nhằm lan tỏa sản phẩm âm nhạc có phần quảng bá văn hóa du lịch Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế chia sẻ tại buổi ra mắt MV, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, quảng bá du lịch thông qua MV âm nhạc là cách làm rất hiệu quả, khi chỉ với chi phí vừa phải, thế nhưng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng có cơ hội để đến với đông đảo công chúng toàn cầu.